Nếu các bạn đang cảm thấy PC hay laptop cũng như các thiết bị ngoại vi của mình ngày càng trở nên chậm chạp với những chiếc ổ cứng đầy cũ thì hãy tham khảo WD Black, bộ ổ cứng hiệu năng cao dành riêng cho game thủ. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại, mình là Cám Lợn, anh lại vẫn như mọi khi và hôm nay mình có một chiếc tai nghe rất hay, rất hay. Mình chia sẻ với mọi người hay về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đây là chiếc Tribeat X3 Tune. Thực sự mà nói, cái thương hiệu này trước kia thì mình chưa từng nghe đến. Nhưng mà lần này có bên công ty chính thức là của Tribeat luôn, họ liên hệ với mình bảo là có tai nghe ngon lắm, ông có review thử không, tôi gửi cho cái. Thì đây là chiếc tai nghe được bán rất nhiều trên các trang web thương mại điện tử ở bên Mỹ, như kiểu Amazon chẳng hạn. Cái tai nghe này đang có giá loanh quanh ở tầm 39 đô là cái phiên bản gọi là cơ bản. Còn nếu bạn muốn mua thêm cái bao dài đựng thì như thêm khoảng tầm 5 đô nữa là 44 đô. Tức là nếu các bạn không mua hộp thì giá chỉ loanh quanh 800.000 đồng. Và theo như mình biết thì Tribeat họ còn cung cấp cả một cái code giảm giá nữa. Thì khi nào mà đăng video này mình có code giảm giá đó, mình sẽ để dưới phần mô tả video dành cho anh em có nhu cầu muốn mua. Tức là loanh quanh 800.000 một chiếc tai nghe over ear Bluetooth. Và spoiler cho anh em là nó rất ngon. Và ngon như thế nào hãy cùng nhau xem ngay sau intro. Trước khi đi vào chi tiết của sản phẩm này thì hãy nhìn qua cái hộp. Và cái điều đầu tiên mình cảm nhận được là nhìn cái logo này và cái màu sắc. Các bạn liên tưởng đến cái gì? Liên tưởng ngay đến JBL. Chạy đâu con sâu. Logo Tribeat ở đây với cái nền màu cam thề giống logo của JBL cực. Và website chính thức của họ là tribeataudio.com. Vỏ hộp thì để hình cái tai nghe và có dòng chữ wireless headphone. Tên sản phẩm là X3 Tune. Với những tính năng nổi bật họ đề ngay bên cạnh hộp là comfortable, đeo thoải mái, long battery life là thời lượng pin lâu, foldable gấp lại được và superior sound, âm thanh ấn tượng. Rồi, chúng ta hãy cùng nhau nhìn sâu hơn vào sản phẩm. Về thiết kế như mình đã nói thì đây là một chiếc tai nghe over ear đặt ra bên ngoài tai, đeo khá thoải mái. Và cái thiết kế của cái chiếc tai nghe này thì nó sẽ là cái combo giữa nhựa, da và kim loại. Cái phần ngoài của headband này và cái phần tai nghe sẽ là nhựa, và nhựa này kiểu dạng phủ một lớp cao su mềm mềm sần sần ở ngoài. Thì sờ khá là thích tay nhưng mỗi tội là bám vân tay bụi bẩn nhìn rất rõ. Cái này là điểm trừ. Đệm đầu ở bên dưới sẽ là da rất mềm. Và cả phần tai nghe, cái phần ear cup này cũng là da rất mềm và rất là sướng. Nhưng mỗi tội nếu các bạn sử dụng trong mùa hè đeo lâu sẽ cảm thấy hơi nóng. Và cái phần lõi bên trong headband thì làm bằng kim loại, và theo như con mắt của mình thì khả năng cao là làm từ nhôm, rất là chắc chắn, có thể kéo ra kéo vào và gập lại như này. Đó. Ở cả hai bên tai nghe đều có logo Tribeat. Bên trái có giắc cắm tai nghe 3.5mm, còn toàn bộ các nút điều khiển và cổng sạc micro USB nằm bên phải. Thì đây là cái điểm trừ đầu tiên, đó là chiếc tai nghe này vì giá rẻ nên chỉ dừng lại ở kết nối micro USB chứ chưa có USB Type-C. Phụ kiện đi kèm trong hộp thì nếu các bạn mua bản cao cấp hơn thêm 5 đô được cái hộp đựng, còn nếu không thì các bạn sẽ được một cọng cáp micro USB và một sợi dây với hai đầu 3.5mm. Đương nhiên rồi, để làm gì? Để khi nào tai nghe hết pin bạn có thể cắm dây và sử dụng như một chiếc tai nghe bình thường, rất tuyệt vời và chu đáo. Về thông số kỹ thuật, chúng ta sẽ có driver 40mm và trọng lượng của chiếc tai nghe không phải là nhẹ nhưng cũng không hề nặng. Nó nằm mức giữa giữa, khoảng tầm 288g, sử dụng Bluetooth 4.1. Và dung lượng pin của tai nghe này là 680mAh. Theo nhà sản xuất công bố ở trên vỏ hộp là có thể sử dụng liên tiếp 40 tiếng. Khá là khủng khiếp nhưng mình không tin đâu. Mình đã kiểm tra và test kỹ càng thì chỉ được khoảng tầm 24 tiếng thôi. Nhưng mà mình nghĩ là đố bạn nào đeo tai nghe nhạc liên tục là 24 tiếng thì công nhận các bạn cũng giỏi. Và các bạn có thể sạc đầy cái tai nghe này trong vòng 3 giờ đồng hồ. Về cái cách điều khiển ấy thì trong giấy sử dụng và giấy dẫn sử dụng trông cũng rất giống của JBL, thì các bạn sẽ có những thông tin rõ ràng hơn. Các bạn có thể tua bài bằng cách bấm và giữ nút âm lượng này, các bạn có thể quay về bài trước cũng bằng cách bấm và giữ một nút giảm âm lượng, có thể play pause nhạc hoặc là tắt cuộc gọi bằng cách bấm cái nút multifunction mà có cái logo nút nguồn ấy, và các bạn có thể từ chối cuộc gọi bằng cách bấm và giữ. Khá là nhiều thứ. Ngoài ra nếu các bạn bấm và giữ cái nút cộng trừ cùng lúc thì sẽ gọi assistant hoặc là Siri, rất là hay. Bây giờ hãy cùng nhau nói về chất lượng âm thanh, vì những tính năng nó chỉ có như vậy, đơn giản chiếc tai nghe Bluetooth và có cảm giác đeo theo như mình là rất thoải mái. Thì đối với cá nhân mình, thiết kế over ear như này nó cho cảm giác nghe thích hơn là cái việc nhét tai nghe in ear. Các cái giải nó cực kỳ cân bằng luôn, bởi driver khá là to, bass thì dày có lực nhưng lại không lấn lên giải mid và giải treble, rất tròn trịa và giọng ca sĩ được thể hiện tốt. Treble thì không hề chói và có mức độ gọi là hiền lành, rất dễ chịu. Tôi lại tai nghe này nó rất là trung tính, nghe rất là thoải mái. Và chi tiết âm thanh thể hiện rất là tốt những cái tầng lớp âm thanh
Nó đem lại một cảm giác gì đó giống như việc mình đang nghe một chiếc tai nghe có giá khoảng tầm 4-5 triệu vậy, chứ không phải chỉ là 800.000. Thực sự chất lượng âm thanh rất là tốt trong mức giá của nó. Thực sự thì video về một chiếc tai nghe không dây cũng không có quá nhiều thứ để mà nói giống chiếc smartphone, thế nên là mình sẽ không làm tốn thêm thời gian các bạn nữa. Mình sẽ kết thúc video luôn bằng cách tổng kết lại. Theo cảm nhận của mình thì chiếc tai nghe này nó đáp ứng đủ nhu cầu các bạn cần một chiếc tai nghe không dây. Và nó có những cái hay ho ở chỗ là: thứ nhất, đeo rất là thoải mái, êm đầu, chỉ được kích cỡ dành cho các bạn nào cảm giác không thích nhét tai nghe in-ear. Thứ hai là có thể gấp lại được và cho vào túi để mang đi đây đó. Thứ ba là khi hết pin có thể cắm jack 3.5 và sử dụng bình thường. Các bạn có thể gọi Siri ở đây bởi vì nó cũng có cả micro. Đây, cái lỗ này này, nhỏ nhỏ, nó chính là micro ở bên tai nghe bên phải. Các bạn có thể tua bài được luôn. Và kết nối Bluetooth thì cũng ổn và chất âm thanh không thể chê được với mức giá 800.000 của nó. Mỗi tội hơi tiếc là chiếc tai nghe này có micro ở trên tai mà họ không làm thêm kiểu 2-3 cái nữa cho nhiều, làm kiểu tính năng chống ồn chủ động. Chiếc tai nghe bán ra đến số khúc 800.000. Nói thế thôi, đòi hỏi chống ồn thì nó gọi là hơi bị quá đà. Thì đó, chiếc tai nghe Tribeats X3 Tune, một cái thương hiệu không mấy nổi tiếng. Và mình đoán rằng các bạn ở trên kênh chưa chắc đã nghe đến thương hiệu này. Nhưng mà thực sự thì tai nghe khá là ngon. Mình sẽ kiếm link mà các bạn có thể mua được ở Việt Nam đặt ở dưới phần mô tả video, và khả năng là mình sẽ hỏi bên hãng họ cung cấp cho mấy code giảm giá để anh em trên kênh Shopee mua cho nó rẻ. Như vậy nhá, video ở đây là hết. Xin chào anh em, hẹn gặp lại. Nhớ like, share, subscribe. Bye bye.